dưới cùng chuỗi thức ăn, tôi tốt nhất mình nên cho nó đi. Giờ nó làm bố mình rồi, nó làm Đúng bố rồi. thiên hạ rồi, nó làm mình Sau bố này rồi. mình làm ông nội nữa sao? Hai trái Cái cây. này, là cái gì Hoàng? Có cái Medium Dinosaur này Sương á. nè. Vicky nè, Rob ra chanh, bỏ ấy, em Rob ở nhà. Vậy liền. Đúng rồi nó. Mấy Khải hôm nay cô lạ quá, tự nhiên đi làm xịt cô khủng long. Cái này không biết, tự nhiên thấy phải lấy thêm sỏi để em đi làm cái ná, em đi bắn mấy kia. Đi nghe thời đại nào rồi con sẽ chơi ná ra, xà ná ra. Chứ lấy đồ gì mà bắt được, em đâu có cung độc. Nó. Nó hả? Cũng có đồ chế nổi rồi mà. Chế nổi. Không, em chưa cầm được mà. Không, không chế được nhưng mà cầm được. Rồi không. Ê đừng 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 làm ơn Khải, Khải đừng. Đừng. Đừng là con chó ba đầu. Cứu em, cái không gì? phải, không phải. Đứa phải chó ba đầu. Không phải. Chạy chạy ra xa đi, chạy ra xa đi. Cứ chạy đi, cứ chạy đi. Đỡ thay em rồi, hết hết nhạc rồi. Hết nhạc sao nó vẫn với em? Hết nhạc nhưng mà nó còn nó lừa thôi. Ui xuống, ui xuống. Đúng rồi, chạy chạy xa xa thiếu. Rồi ok, nó đứng rồi, nó đứng rồi. Rồi, có nhạc rồi, nhạc lại lên rồi, nó còn dí. Nó còn dí, bình tĩnh. Nó còn dí. Mi. Chút cho tao bắn nó. Bắn đi. Con chó kia. Xa xa quá, bắn không tới được mà. Đừng đừng chạy qua đó, Khải, đừng chạy qua đó, đừng chạy qua đó. Không, em qua chỗ khổng lồ, qua chỗ khổng lồ. Ok. Rồi, chạy lùi lại, lùi lại. Ok, rồi, coi con bát nè. Ê, con chim. Nó muốn dính khổng lồ rồi đúng không? Rồi xong, chim ốc chó rồi. Rồi xong, thêm hai con nữa. Rồi xong. Vì sao? Vì sao? Ủa mất chết rồi à? Má mấy con chim kia tự nhiên nó qua nó vô nó quýnh. May quá. Đâm à. Cái này giống cái chuyện chí cung của ta đây. Ôi, ôi. Rồi đấy, nó quýnh. Ui, nó xong. Nó quýnh mình nó lan qua đây luôn á hả? Tầm đánh nó rộng lắm. Vậy nên ta mới kêu là được cái chọc nó. Con khổng lồ còn 2.800 máu. Con kia còn 600 máu. Ok. Con này chắc là con mạnh nhất của bên bên bình thường rồi Hoàng. Không, T-Rex mạnh hơn. T-Rex hoặc không, thật ra thì... To ra còn còn mấy con nữa nhưng mà ta không nhớ tên. Nói chung nó có nhiều con tật tật gì vậy á. Tàn quá giật không à? Tại sao lại tật tật gì vậy? Tại nó tật thiệt mà. Được 100 cung dân đồng. Ok đi đi đi. Hốt về kiếm mấy con, nếu mà kiếm được mấy con level cao hốt về. Con hiểu rồi, nhìn thú vị nè mày. Mỹ về, Mỹ về, Mỹ. Oh shit. Oh shit, 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 con gì vậy? Ê chết, 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 chết. Ủa vậy? Rồi xong. Oh shit. Má khúc này ngay. Mấy con hôm bữa ông chim mình đâu? Thôi cửa cửa chim đi Khải, ta đi bộ. Ê ê ê ê ê ê ê rồi xong. Rồi xong, rồi hai thằng đi bộ luôn. Vậy. Hai thằng đi bộ. Cái đi, 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 vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Quýt đi, quýt đi, quýt con chim này đi. Nó rơi xa em rồi. Ok, chạy chạy qua dù quá cái lá cam đi. Cái con mình muốn bắt ở bên đó. Nó ở đây, nó ở đây, nó ở đây, nó ở đây. Ủa? Nó chưa đi, nó chưa đi, nó chưa đi, nó chưa đi. Yes, no one in here. Oh, mày quá được rồi. Rồi, đi đi đi, đi vô kiếm cần. Đi bộ luôn đi Hoàng ơi, đi bộ luôn đi. Ê, có con stego nè. Bắt được không? Bắt được. Bỏ trái cây. Giờ nó mày, nào mày chạy nhanh á. Con này thì không chạy nhanh đâu, con này chủ yếu giống con bài sừng vậy đó, lấy trái cây. Oh, lấy để chạy nhanh đi. Con chạy nhanh, con chạy nhanh, chạy nhanh thì hiện tại chưa có. Hàng thì cút mình hiện tại chưa có con nào hết. Ê, Riffin nè. Riffon. Trên kia cái gì? Đó. Đó kìa. Hả? Đó cái con mà lợi lên bay bay kìa. Bây giờ mình đi bộ đi này cho nó giống phép hiểm. Đây. Ôi, ê thôi đi ra đây. Bắt nó, bắt nó, bắt nó. Bắt này à? Ừ, lấy mũi tên độc ra. Và thử. Ok, rồi quất nó, quất nó. Ê cây cây nó bắn rồi kìa. Gì bắn kìa? Cây cây. Con này con chơi cây bắn được không? Không. Con này hình như là nếu mà ê đi 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 chạy 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 chạy. Chạy chạy chạy. Em hết sức stamina rồi. Bắt chạy. Từ từ không sao nó dí đâu, không sao đâu. Ủa nó quỷ lắm. Xịt 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 xịt. Quỷ. Ê sắc nè, sắc. Sắc. Sắp rồi, sắp rồi. Bây giờ mình lại kia xuống rồi được mà. Được rồi, sắp được, sắp được, sắp được. Bắn vô đuôi à. Con này thì bắn đâu cũng được hết á. Mai mình bắn nó chết không nổ đâu. Kìa anh bạn. Đâu nó xíu rồi. Mà cái mình là này. Fuck. Giờ mình đập lại cơ nó vậy ta. Chắc lại rồi vậy đúng không? Từ từ cứ bình tĩnh để ta coi thử. Con cờ no này trông có vẻ yếu á, nhưng mà tao nghĩ là nên xây xây cacao lên xíu xong đứng trên bắn. Qua đây. Qua đây Khải, từ từ. Cái đi chơi xong. Ê, 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 ê. Nà, 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 đi. What the rồi. Fuck. Lại. Đứng im, đứng im, đứng im. Rồi đứng trên tỉa nè. Rắn xuống đây. Ừ, mình chỉ cần. Ok, ta chạy. Ok. Gì nữa. Ê, khôi, khôi, nó gồng rồi, nó gồng. Nó chạy lại đi. Chạy luôn, nó chạy luôn. Nó hồi máu quá à.
Ờ nó có hồi mà. Ê khoan, từ cái con mình mới bắt rồi. Còn má, con Griffon. Từ từ tôi nghĩ là bây giờ mình nên đục lỗ. Fuck. Cần. Mình nên đào, rồi. Mình nên đào lỗ cho nó ngã xuống. Chơi luôn. Có T-Rex bên kia. Bắt được T-Rex chưa? Hơi xua nha. Tao không biết lắm. Tao không xua lắm. Nhưng mà nếu mà muốn thì bây giờ chúng ta sẽ xây cái chuồng. Bây giờ chiến thuật là chúng ta sẽ xây một cái chuồng xong nhốt con T-Rex trong đó rồi mình đứng ở trong mình bắn. Ôi đi. Fuck.